nhà thọ đen đây đứng mình thưa cái ca nghe cho tàu và can tôi lơ ở Việt Nam này cua tại miền ca sớm kết rồi có chôn na muối rồi có ăn ca na muối đại ách đấy sớm kết đòi ách đấy sớm kết đòi miền phía thay thô lòng ca nghe cắt đây muối muối tôi là miền ca sớm kết đòi thay thô ở dân xong chia mà nú đất non và tế xong chia mà nú can nâu dứt thì thò trăm trấu còn ôi lùng yên tao lơ tại sao chết là anh đứa con này anh ca này anh để can làm lại tặng ơn đó tham ai con sập hai không làm lại cái tê tham ai con còn tại xong sức rảy phiếp nồng ca nghe từ tua ba nông à quấy đây tao tam cho bà con ca sạp chị chết đại chàng trinh nói chồng nội tiền trong mơ khơi nắng còn hao tiền sống bà không nhầm cho đến cho tao lừa đọc tài ba Việt Nam đây tận đó đây là nhà thò đây tay nắng thư ca nghe bằng người cần tới mình ơ bơ nó không chồng nói các lần này cát lại nó qua tổng xe khách bay tao chờ mà cho sạc ca một chân chỉ đặt xe tao bình nào ok ពីស្ការតទៅពីផងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអ្នកតាមដានហើយមើលការសកម្មភាពទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅវត្តរំសេកក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយតាមវីដេអូខេខេជីងមកពីឃ្លីបវីដេអូដែលគេចោទទៅលើលោកផៃខាហ្នឹងយើងមើលឃើញថា អាការងាររបស់វីអូខេខេក៏ផ្សាយរឿងពិតអារឿងពិតការងាររបស់វីអូខេខេក៏ផ្សាយរឿងពិតអ្នកដែលសែហ្នឹងក៏សែរឿងពិតដែលបង្កើតជីងមកពីព្រឹត្តិការណ៍នៅវត្តរំសេកពិតប្រកបណាអត់មានបង្ករឿងឬក៏បង្កើតនៅអាវីដេអូឃ្លីបឬក៏និយាយទៅតាមគោលបំណងរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសឬក៏អង្គការវីអូខេខេហ្នឹងទេមានន័យថាពួកគាត់ក៏ថតបានអាស្រ័យមកពីអ្នក ថតតាមវីដេអូឃ្លីបនេះដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងពិតប្រកបនៅវត្តរំសេកហ្នឹងមែនមានការចូលរួមចំណែកពីការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការមជ្ឈិមឬក៏ប៉លីសឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគឺទៅរួមជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋទាំងពីររួមវិញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាប្រដ្ឋយួនរួមទាំងប្រសងនៅក្នុងវត្តរំសេកហ្នឹងផងដែរវាមានរូបភាពពិតប្រកបហើយបើយួនហ្នឹង មើលឃើញថាការចែករំលែកក៏ដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់វីអូខេខេទៅតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបានចោទទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរនៅខេត្តព្រះតាពែងមកលើលោកថៃខាហ្នឹងវាមិនត្រូវទៅតាមតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចោទទៅលើសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលមានលោកថៃខាជាដើមហ្នឹងថាខុសទេមកអំពីរឿងពិតវាជីងមកពីការពិតប្រកបដែលកើតឡើងនៅវត្តរំសេកហ្នឹងពិតប្រកបមែន ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាជួយមើលនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងវាកើតពិតឬក៏រឿងវីដេអូហ្នឹងតើប្រដាច់ឡើងដោយអង្គការណាមួយដោយបុគ្គលណាមួយហើយដល់ការចោទហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងបើសិនតែអត់មានរឿងហ្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងកើតឡើងទេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចចោទបានថាសកម្មជនខ្មែរក្រមដោយលោកថៃថាជាដើមហ្នឹងគាត់សែហ្នឹងវាខុសនៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងមែនប្រព័ន្ធច្បាប់ហៅថាទៅតាមទម្រង់
ແລະអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយខុសការពិតហើយសួរថានឹងការពិត hay xua tha anh nắng bứt rứa còn khâu cà bứt anh nắng chỉ chụp nổi mũi để nhắm khơi tha luộc thạch tha bàn tay ngang chặt thay dướng con trua nâu chụp nổi bỏ con tăng chặt thạch cắt mình phê lôi nắng tất cắt mình bong lôi nắng mong bia đưa nó đưa bứt cắt cắt bàn sai tao tam đưa bứt hay cắt bàn mơ không ngạc clip nắng cứ chỉ đưa bứt cái mình mê nó đưa và đặt đây dân vua cho tới tha tha luộc thạch tha cho nó và đặt rứa luộc thạch tha nắng bàn xe Facebook rồi bỏ kê nó mau pin nét và đặt cái rương nó lại hay xua tha rương nắng ao ra thay bị ba nắng mình nâng bằng ca tao bớt cá rứa có bằng com nó chuôn nam mà đẹp ở băng hay khóc cầm hấu đặt cầm hấu ấy muối cua tại dân ao ra thay ba nắng miền cầm muối ấy kệ tao sơn kết mơ mơ tao rương nắng bật 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 quạt rứa gọt lại lại bằng cho kê thá rương khóc cả bật nó không chậm nổi tí buồn nắng á này hai tí mà phải buôn khai đọc mua nó chậm xôm ăn nó chậm định tăng nguyên tích ở bằng ôn những bị phẹt nữa
tha rương nó kề cho tấn tàu được còn không trắng trong nói ngay tí búa nó kề dễ tháng ngày 24 tháng 11 năm 2023 Thạch Tha dùng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ video clip thời lượng 7 phút 29 giây của một trang mạng xã hội có nội dung vu cáo chính quyền Việt Nam, lực lượng chính chức năng tại tỉnh Vĩnh Long đã dùng vũ lực đàn áp tôn giáo ngày 21 tháng 12 2023. Đấy, nó không à ngày tí mà phay buôn nó á. Cứ tha cái ban cho lục Thạch Tha nó ngày tí mà phay muôi khai đọc biến cái ban cho lục Thạch Tha tao ấy cái cho lục Thạch Tha tha lục Thạch Tha nó xe nâu à video clip nó cứ không bị cáp hay lục Thạch Tha nó ban tha ông ca đề bằng ho nắng cho tôi lơ ra thầy bán khó khó cạp bật hay xua tha lão dương mới phê lũ dương miên khơi ru phép rất thay bị báo đây bình chun bình lý nắng tao mên tao tăng mô tô cho ra mô tô nè hãy xua tha rất thay bị bao muôi đàn cục cuông tao lợi đèn đấy nó vừa mơ tên sao quá tập đó à nhà thoa đèn đấy đó mở cục cuông tên sao quá tập hiếp chê chân tôi tao thỏ hết ấy bê khơi sạc cam mặt hiếp rủ viễn tham ai cầu nâng duôn nhé còn bốn tay bà tú sài khá nê chồng bố mốc bài tao chả nó khá bài mục trình buộc ở nhà thoát đây tặng ổn nắng bài mục trình thơ đối chiếc mình đang mình lưu đâu bây giờ nó tặng ổn đàm bay ấy đàm bay ôi bà chia chân duôn đầy miên ách thịt quân ẩm nạc nắng một cổ bình đọc tôi lưu bà chia chân khai tàng xong bà khá nhóm chia ạ nhà thoát đen đây đầy miên mua là than chá bắp bất bà có rất khá nhóm tạo chắc buộc duôn tặng ổn nắng đàm bay ôi bà chóc rô cài ca hướng xa nắng của sạc thái nhóm mơ khơi nó à bất cả đại ca lên nó không bị ô clip đứng miền tay ca bầm bằng ca hưng xá chinh bị chuôn chết vua nó tay đón hay chuôn chết vua nó nâu mà nâu là bọn mặt hang lúc phía em bắt là bọn mình áo chuôn chết vua nó chỗ màu khăn ông bất cả năng tế bay tao chạy chuôn chết vua môi trầm lúa nó vua bao bị thi xa quay là bọn quát nó à buộc công an và lý vua nó khẳng cá chua mơ miền này thật bất cả năng vua bằng ca tới rương năng tay đón dương chọn cháu tha rất tha bị bao vua nó buộc có ạ nhà thoa đen đáy của công an nó cứ bìa bằng ca đưa nó tầm đoạn dẫn ngâm cháu tha nít chứ còn mà hâu rùa bó ạ nhà thoa đen đây nó tầm đoạn tốt bây video nó mình chính rứa có video nó mình bán xe cả đó còn bánh nó rương phết về đó tập phết chân miền này tha rương đấy mình miễn tè vì ok khê chỉ nẹp sái à lẩu nó lại bị phục lô cơ miền cục sạc cam mà phiếp để anh thơ tặng ổn nó bán sai chỉ xa theo là nó tôi bị phục lô cái mình tẩm sai chính phí account Facebook luộc lập tha năng luộc thạch tha năng muối đó vừa miếng cho nó rập rồi rập on Facebook này nè tiếp chân tới này anh tàu sẹo chèo tặng ngon mới Facebook tặng ngon thằng Facebook chuyên viên anh chẳng này anh tự chấp tặng ngon phải chơi con nâu không và tây Việt Nam nó tấu à nông hai bàn hao tha nè anh thuê ca nghe ở trăm trâu bởi cháu tôi là sạc cam mà chuyên muối đèn có thuê ca nghe bầm ra ôi bà chia bọt khám ai hay có tay tài vô chấp bạp anh trả chết nó ngọt sắp sáng nè anh mơ khơi à chậm nói rồi sao rồi bỏ nè anh đã cùng bổn thơ cùng hót tơ lơ và chia chôn khăm ai đó nè ai hủ bị thi sao mà cho lời con bác cả chẳng à ca cho rồi bỏ nè ai nữa tàu ở miền mua lịch hàng chắc bạc lo ca sơ một kết mới ta à video nó miền bình hoạt đọt à nắng chơi chồng nói vui để nhóm bó sài ở lấy hay ở nghề vốn hay khả năng ca đó sài bà nhà hả mến vốn tay mến vốn chạy tài pra ổn nạch bác ca rồi bỏ khu nó mà cho được nả mà chắc là nả đặt câu khói không miền vô bà con chắc bạc nâng ở đó sài bà nhà thế tôi bây nè ai nâng khơi tha cùng hâu nâng miên cái đó có tàu miên ca sơn kia là trăm thao đấy bằng tớ chọt nhạc nâng tàu lời cho bạc na mùi hay cắt cái đây hay phạt lời kia phép ảnh ít ớt miên vô mà nữ nâng tàu cắt cái đây ấy trăm thao tàu sơ kết ấy trăm thao vô pho tăng bất có tha rương nâng mình mên bất tế rương nâng khlang khai hơi rương nâng khmiên vi tố nâng cắt lăng tế khmiên rương bất tạc nâng cắt lăng nó vật rộng xây tế ảnh nâng hơi nhầm vô prôn thay này anh cho nâng trao có vấn tay rương lý kết bán lưu số group bị phục lộ đang xưng tại mơ khởi hành video clip đang tỏ đó hay video clip đó mình men mơ đời ca cắt to ấy để cứ tham mơ ca đòi trực tiếp mọn đòi to lắm mọn nè thời đấy cả chồng đợi tân hái để trong con tôi lục thạch tha có ớt men cầm hoa tê buộc cầm hoa con tay mơ khơi ru phép nắng chui xe tôi nè thật là tay mơ đây hay có ớt men thì dễ ẩm phi cầm hoa ấy tôi lơ ra thay bán lấy của nét này dễ cứ nét đây phải lật video men đây tha ca này dễ đâu bao vi ok thế cái ai này dễ tao tam bứt cả đàn cái mơ khơi tôi không này dễ chẳng ta về lúc miền à công an vua nó mà đâu đây chẳng hết bằng cái chào tới cho tôi lơ ra thầy ba này ca nằm nạc ẩm nạc đâu cùng ca nồng ca tru tra nó nghe bởi này ai chuyện nét ẩm nạc tru tra nó lơ
អព្រឹត្តការណ៍ហ្នឹងហេតុអីមិនដោះស្រាយទុកឲ្យអាសកម្មភាពទាំងពីរខាងហ្នឹងវាយគ្នារហូតដល់មានមនុស្សទទួលរងគ្រោះរហូតដល់ពីរនាក់ទៀតលោកបាក់ដៃឯងជាដើមហ្នឹងខ្ញុំឃើញព្រឹត្តការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងរឿងពិតហើយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែនដៃហ្នឹងមិនធ្វើកិច្ចការងារចោទទៅប្រកាន់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់គួរតែមានការសើមអង្កេតឬក៏ជន់ណាមួយឬក៏អង្គការណាមួយដែលឯករាជ្យសើមអង្កេតដោយឯករាជ្យសើមអង្ក
nú đất non và tế xong cho mình nú căn nâu giúp thì thò trăm trấu cùng ôi lùm yên tao lơ tại sao chết là ai đứa con này anh ăn ca này anh để căn nằm lại tặng ổn á mai con sọc hai không nằm lại cái tế mai con còn tại xong sức rảy phía nồng ca nghe tụi ba nông à quấy đây tao tam cho bà con ca sạp chị chết là chàng trình nói chồng nội tiền trong mơ khơi nắng cùng hóa tiền sống bà không nhầm cho đến cho tôi lừa ra tài bà Việt Nam đấy tầng đó đây là ạc nhà thọ đại tây nắng thư ca nghe bằng người cần tới mình ơ bơ nó không chùm nấy các là nơi cao lại nó bắt rộng xe khách bay tao chờ mà cho sạc mà chân chỉ đặt xe tao vinh nào ok